Xin chào các bạn. Hôm nay trong cái video clip này thì mình xin giới thiệu với các bạn hoa vườn nhà mình. Thì bây giờ là mấy giờ đây? 7 giờ 10 phút ngày mùng 4 Tết. Thì đây là hoa ở nhà mẹ mình trồng. Thì lẽ ra mấy hôm nay mình hoa mai rất là đẹp, nhưng mấy hôm nay mình quên giới thiệu với các bạn về hoa mai nhà mình năm nay như thế nào. Thì mấy bạn thấy nó rụng đầy sân rồi. Buổi này thì trời rất là nắng, buổi trưa thì nắng nó vàng lên kìa mấy bạn, nhìn nó vàng rực rất là đẹp. Và mấy hôm nay mình quên quay clip thì hôm nay mình mới nhớ nè. Thì nó cũng đã vơi một lần một ít rồi mấy bạn. Giờ nó cũng không còn đẹp như lúc ngày mùng 1 nữa, vàng rực luôn. Thì đây. Đó, mấy bạn thấy không? Nhà mẹ mình trồng thôi, không có mua cây nào hết. Mình ở trong quê cho nên mấy bạn, bây giờ là 7 giờ 10 sáng cho nên là mấy bạn chắc cũng nghe nhiều tiếng chim hót tiếng này tiếng kia ha. Thì mình ở trong quê rất là nhiều tiếng chim hót. Sáng thức dậy thì tiếng không chim thì gà, không gà thì vịt mấy bạn. Đó, đó, con chim nhà mình đó. Con sáo nhà mình đó. Thỉnh thoảng nó lại không có khách. Thì hiện tại bây giờ đứng ở đây thì nó rất là thơm. Nó rất là thơm hoa nha mấy bạn. Cái mai buổi sáng thì trời hôm nay sương mù rất là nhiều. Thì bây giờ hiện tại bây giờ mình đứng đây thì nó rất là thơm hoa mấy bạn. Thơm rất là dễ chịu luôn. Cái mùi thơm hương hoa rất là dễ chịu. Nhà mình thì trồng mai cũng khá là nhiều mấy bạn. Khá là nhiều cây mai. Nhưng mà không có cây nào mà đáng giá tiền trăm triệu tỷ hết trơn. Mình chỉ trồng kiển để đẹp Tết đồ đẹp thôi mấy bạn, chứ không phải là mai. Mình không có ý nói là mai này nhiều tiền nha, nhưng mình chỉ nói là trồng để trang trí, để làm cảnh đẹp vui tại nhà ba mẹ mình thích hoa. Đấy mấy bạn thấy không, mình thì mình lại thích màu vàng nữa cho nên nó rất là mình rất là thích, mình rất cực kỳ thích màu vàng luôn. Đó. Đẹp ghê không mấy bạn? Thì ở quê Tết thì sáng sớm chỉ có như vậy mấy bạn. Ngắm hoa này kia thôi. Tại vì hôm nay cũng là mùng 4 rồi, cũng sắp hết Tết rồi. Nắng đó, chim hót đó. Sáng đó mình mới thức dậy. Nghe nắng, nghe chim hót nè. Đó, cây bông giấy nhà mình. Đây, anh bông mai nhà mình đây. Này những hàng hoa qua nhà mình đây, mẹ mình trồng, năm nay mẹ mình trồng bông rất là tuyệt vời luôn. Rất là đẹp. Đây là hoa sống đời các bạn, đẹp chưa không? Chắc mấy bạn không tin ai cũng tưởng mua, nhưng mà không, mẹ mình trồng đấy. Vậy đó. Đợi hả? Ngồi đợi đó hả?